Mình có sự lựa chọn là chạm vô bất kỳ thứ gì thì thứ đó sẽ biến thành tiền, hoặc là chạm vô con búp bê nào thì con búp bê đó sẽ trở thành người thật. Tiền hả? Mình thực sự không cần tiền. Ở đây thì mình cảm thấy cô đơn lắm, cho nên là mình sẽ chọn cái này. Mình sẽ lấy búp bê này để nó biến thành người thật làm bạn với mình. Wow. Xin chào, tớ là búp bê Barbie. Búp bê, cậu có thể làm bạn với tớ mà đúng không? Dĩ nhiên rồi, cậu muốn tôi trở thành ai cũng được. Hoặc là cậu có thể chải tóc cho tôi, hoặc là cậu dắt tôi đi đâu cũng được. Hay quá. Cậu có thể điều khiển tôi bằng cái remote nè. Tớ muốn búp bê mắt màu đen giống tớ. Nhi, cậu đang nói chuyện với ai đó? Chết rồi. Ai thế? Nó cũng là đứa ở cô nhi viện này, mà nó ở phòng cạnh tớ á. Nó thì ghét búp bê lắm. Búp bê ơi, đi trốn với tớ nha. Đi đi. Nhi, cậu đang nói chuyện với ai thế hả? Có ai đâu. Xin chào, tôi là búp bê Barbie đây. Ôi trời. Búp bê ơi, tớ đã nói cậu là trốn đi rồi mà. Xin lỗi Nhi, tớ chỉ muốn có thêm thật nhiều bạn. Đưa cái remote đó ngay. Không được, cái này là của tớ, trả lại đây. Để tớ xem như thế nào đã. Không được, cậu có thôi đi không, cậu làm hư búp bê của tớ bây giờ. Cậu đúng là ồn ào mà, bởi vì không ai thèm nhận nuôi cậu. Này, trả lại đây. Trả nè, không thèm. Cậu làm hư búp bê của tớ luôn rồi. Sao đó? Cậu chơi với búp bê xì giống cậu vui nhé. Bê à, cậu tỉnh dậy đi. Good morning. I'm Barbie, how's going? Chết rồi, con nhỏ đó chỉnh sao? Giờ búp bê nói gì vậy? Không hiểu gì hết trơn á. You are my best friend, right? Búp bê, cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu gì hết trơn á. Giờ giờ mình làm sao đây? Búp bê, tớ có cách rồi. Tớ sẽ sử dụng sức mạnh của mình biến Ken trở thành người thật để giúp chúng mình hiểu nhau trở lại. Ken ơi, bây giờ cậu phải giúp tớ điều chỉnh sao cho Barbie nói lại được tiếng Việt đó nha. Hey Barbie. Hello Ken. Sao Barbie nói tiếng Anh rồi nhỉ? Thì bởi vậy, tớ mới cần cậu giúp tớ Ken. Tớ không biết chỉnh sao cho Barbie nó lại tiếng Việt nữa. Đưa tớ remote điều chỉnh Barbie thử. Nè. Tớ chỉnh được rồi nè. Chào Barbie. Hi Ken. Cậu muốn tớ chở đi chơi không? Đi thôi. Cậu chỉnh cho xe của Barbie xuất hiện đi. Mà mọi người, bây giờ mọi người mà ra ngoài là sẽ bị hỏi đó. Rồi, tớ không thể nói mọi người là búp bê được đâu. Vậy nếu bị người ta hỏi, chúng ta sẽ nói gì đây? Mọi người cứ nói là mọi người là ba mẹ của tớ đi. Ok, được đấy. Bây giờ mọi người cứ đi ra ngoài nhỏ nhẹ thôi, là sẽ không bị hỏi đâu. Cảm ơn Barbie và Ken đã mua gấu bông cho tớ nha. Nhi, không có gì đâu, cậu xứng đáng thế. Này con nhỏ kia, có tiền thì đưa cho tao, ai cho đi mua gấu bông hả? Ôi Nhi không. Cậu là ai mà dám làm vậy với Nhi? Mấy người là ai hả? Chúng tôi là ba mẹ của cô ấy. Nhi được nhận nuôi rồi à? Đúng vậy. Chúng tôi là cảnh sát. Cô có muốn lên đồn ngồi không? Bây giờ cô mà không đi ra chỗ khác, chúng tôi buộc bắt cô lên đồn đó. Dạ dạ, cháu xin lỗi, cháu không dám làm vậy nữa à? Nhi, cậu ổn không đó? Nhi, cậu bị làm sao hả? Tay tớ bị chạy một xíu á. Bây giờ cậu điều chỉnh đồ mod để biến tớ thành y tá đi. Y tá Barbie tới đây. Bây giờ có lẽ cậu cảm thấy đỡ hơn rồi đúng không? Giờ tớ không sao rồi. Cậu đúng là một cô gái mạnh mẽ. Barbie, Ken à, hai cậu nói là hai cậu có thể trở thành bất cứ cái gì cũng được đúng không? Đúng rồi Nhi, sao thế? Đúng rồi. Hay là hai cậu
biến trở thành ba mẹ của tớ luôn được không? Cậu thực sự muốn chúng tớ trở thành ba mẹ để nhận nuôi cậu sao? Đúng rồi, như vậy có được không? Yeah, bọn tớ. Nhưng mà nếu hai cậu thật sự không muốn thì cũng không sao cả. Tớ hiểu mà. Bởi vì tớ thật sự cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn lắm đâu. Này, sao cậu lại nói vậy? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Bởi vì tớ chẳng thông minh, cũng chẳng dễ thương bằng những đứa trẻ khác. Vì thế cho tớ bây giờ á, chẳng ai chịu nhận nuôi tớ cho. Không không, cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Cậu là một cô bé thông minh đó. Với lại cậu siêu dễ thương luôn á. Mấy cậu thật sự nghĩ tới như vậy thật á? Sự thật là vậy mà. Được thôi Nhi à, nếu cậu muốn, cậu đừng có suy nghĩ như vậy nữa nhé. Thật hả? Chúng ta làm ba mẹ nghe thú vị ha Barbie. Mấy cậu mua cho tớ con này dễ thương quá à. Đúng rồi, nó rất là đáng yêu luôn á. Nó đáng yêu thật đấy. Bây giờ chúng ta là một gia đình siêu hạnh phúc nhỉ? Tớ vui quá, bây giờ chúng ta trở thành một gia đình đáng yêu rồi. Cuối cùng thì hai bọn tớ cũng có thể bên cạnh nhau mãi mãi. Đầu của tớ. Ken, Barbie, hai cậu bị làm sao á? Chúng tớ không biết đang bị làm sao nữa. Tự nhiên bọn tớ cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. Sức mạnh của tớ sắp hết thời gian rồi. Ôi không, hai cậu sẽ phải trở lại làm búp bê nữa rồi. Chúng tớ còn nhiều thời gian nữa là hết đó. Chỉ còn một phút nữa thôi à. Làm ơn, đừng có bỏ tớ mà đi mà. Nhi, chúng tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi đâu. Tuy là chúng tớ không thể trở thành ba mẹ của cậu được, nhưng chúng tớ sẽ luôn là búp bê của cậu. Nhi à, cậu yên tâm nha, cậu sẽ sớm tìm được gia đình cho mình thôi. Cậu sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Mấy cậu chắc chứ? Chúng tớ hứa đó. Tớ sẽ nhớ mấy cậu lắm á. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau mà. Cậu có thể đem bọn tớ theo cạnh cậu bất cứ nơi đâu cậu muốn. Barbie, mắt của cậu. Mắt tớ nó ướt ướt. Là mấy cậu đang khóc á. Tới giờ rồi, bây giờ mấy cậu sẽ phải. Chúng ta rất yêu mến cậu. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp cậu trong hình hài búp bê nhé. Cậu suốt ngày ở mấy con búp bê đó. Rồi búp bê người thật của cậu đâu rồi hả? Họ... Không, họ về nhà rồi. Mà cậu quan tâm làm gì? Tớ đâu nhất thiết phải nói cho cậu nghe. Thì tớ thích hỏi vui vậy đó. Thôi tớ về phòng, chỉ có búp bê làm bạn được với cậu. Nhi, con đi đâu thế? Cô tìm con cả ngày nay. Dạ, con xin lỗi. Con... Cô có tin vui báo con nè. Có một gia đình giàu có muốn nhận nuôi con nè. Thật á? Cô ơi, con thực sự được nhận nuôi rồi á. Đúng rồi, chúc mừng con nha. Hai cậu nói đúng rồi đó. Hả, ai nói đúng thế con? Dạ không có gì đâu. Hai cô chú này sẽ là ba mẹ của con nhé. Chào con gái. Chào con. Dạ, con có thể đem theo hai con búp bê này của con được không ạ? Dĩ nhiên được chứ con gái. Các bé búp bê sẽ là thành viên của gia đình chúng ta luôn. Don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, told them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be a soft man, please don't try it. Really, why do they always